Bắt khẩn cấp đối tượng tham gia và tổ chức khủng bố. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng làm giảm niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Ở Việt Nam, các quyền tự do dân chủ của công dân luôn luôn được tôn trọng, đảm bảo và được quy định rõ trong hiến pháp và pháp luật. Theo đó, công dân có các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội, quyền khiếu nại, tố cáo và các quyền tự do dân chủ khác. Công dân có thể thông qua nhiều hình thức đa dạng như qua báo chí, trang mạng xã hội để thực hiện những quyền tự do dân chủ của mình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cũng có không ít những đối tượng có mục đích, ý đồ xấu, thiếu trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng đã cố tình lợi dụng các quyền tự do dân chủ của bản thân để làm hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Mới đây, một đối tượng ở Đà Nẵng vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mới đây, bà Nguyễn Ngọc Châu, 63 tuổi, thừa nhận đã tham gia vào tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, nhận nhiệm vụ giải truyền đơn trong các dịp lễ. Ngày 22 tháng 9, bà Châu đã bị công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 109 Bộ luật hình sự. Khám xét nơi ở của bị can, công an đã thu giữ hơn 3.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động, xuyên tạc nhằm lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiều trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho việc soạn thảo, in ấn truyền đơn như máy tính, máy in màu, máy phách và tăng chứng, vật chứng khác. Tại cơ quan điều tra, bà Châu đã khai sử dụng Facebook để liên hệ, trao đổi với một số thành viên của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân ở Mỹ cầm đầu. Để được hướng dẫn tham gia tổ chức này, bà Châu sau đó được giao nhiệm vụ chuẩn bị giải truyền đơn trong các dịp lễ. Bộ Công an xác định Chính phủ Việt Nam lâm thời là một trong những tổ chức khủng bố, đề nghị người dân hết sức nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo những lời dụ dỗ, hứa hẹn và lôi kéo. Khi phát hiện ra thông tin cá nhân tổ chức có liên quan đến tổ chức này, người dân sẽ báo ngay cho công an nơi gần nhất để ngăn chặn xử lý. Trước đó, hôm ngày 20 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt bà Nguyễn Thị Hường, 56 tuổi và ông Trần Văn Linh, 67 tuổi về cùng hành vi. Trước đó, trong quá trình thực hiện cao điểm để đảm bảo an ninh dịp lễ Quốc khánh, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cục An ninh Nội địa Bộ Công an đã phát hiện bà Hường đang chuẩn bị 1.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động tuần hành gây rối an ninh trật tự trong dịp mùng 2 tháng 9 nhằm mục đích lật đổ nhà nước theo sự chỉ đạo của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Còn ông Linh có nhiệm vụ khảo sát các nơi đông người ở thành phố như công viên, trường học, bệnh viện để chuẩn bị dán giải truyền đơn theo chỉ đạo của những kẻ cầm đầu tổ chức. Quý vị thân mến, nhắc đến chiến dịch đốt lò tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn một thập kỷ qua đã để lại những dấu ấn vô cùng mạnh mẽ và sâu sắc tới người dân cả nước. Trong giai đoạn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm trưởng ban phòng chống tham nhũng của Việt Nam, cũng là giai đoạn mà tham nhũng ở Việt Nam được đánh giá bởi các nhà tài trợ nước ngoài cho rằng tình hình tham nhũng ở Việt Nam đang ở mức báo động. Tại thời điểm đó, vào năm 2011, chỉ số tham nhũng ở Việt Nam ở mức 2,7 trên thang điểm 10. Số điểm càng nhỏ, tham nhũng càng cao. Nhưng đến ngày 1 tháng 2 năm 2013, Bộ Chính trị ban hành quyết định số 162 quyết định Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban chỉ đạo, thì chỉ số này đã tăng lên 31 trên thang điểm 100. Đến năm 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng mang tên đốt lò được khởi xướng bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ số này đã được tăng lên con số 33. Từ năm 2022, chiến dịch này bắt đầu được đẩy mạnh và chiến dịch này đã khiến cho hai chủ tịch nước Việt Nam từ chức, bao gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhiều cán bộ cao cấp khác trong chính phủ và hàng nghìn người bị truy tố, hàng loạt các tập đoàn liên quan đến kinh tế cũng không phải ngoại lệ. Chẳng hạn như Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC, công ty con là Bamboo Airways, Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, Trần Quý Thanh, Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát, hay Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Riêng vụ án của Vạn Thịnh Phát sau đó đã được điều tra mở rộng và trở thành một trong những vụ án tham nhũng lớn nhất Đông Nam Á. Đến cuối tháng 3 năm 2024, các sai phạm xung quanh tập đoàn Phúc Sơn cũng đã bị phát giác, khiến cho rất nhiều các cá nhân bị bắt giữ, bao gồm
Sự từ chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được cho là có liên quan đến vụ án này, và đến thời điểm năm 2022, chỉ số phòng chống tham nhũng ở Việt Nam đã tăng lên con số 42. Đây là một trong những thành tựu rất to lớn mà cuộc chiến chống giặc nội xâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho đất nước. Quý vị thân mến, và bây giờ hãy cùng với chúng tôi nhìn lại những thành quả mà chiến dịch đốt lò đã làm được trong thời gian qua. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: cái lò nó đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy, củi khô là cháy trước, rồi dần dần là cả lò phải nó nhóm lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, ra đứng ngoài đâu, và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào con muốn không làm cũng không thể được. Thế mới là thành công. Quý vị thân mến, người đốt lò tham nhũng này đã đi xa, nhưng những di sản mà đồng chí Tổng Bí thư đã để lại là đặc biệt lớn, vô cùng lớn, với nhiều biệt dược chống giặc nội xâm. Một số vụ án tiêu biểu tưởng là không thể làm được, không thể đụng đến được, nhưng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm được, và chúng ta hãy cùng điểm lại. Vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Vinasin, tổng thiệt hại 910,2 tỷ đồng, 8 bị cáo bị tuyên các mức án từ 3 năm đến 20 năm tù giam, 2 bị cáo là Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm bị tuyên án tử hình. Vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinaline gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Tuyên án tử hình cho các bị cáo Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaline, Mai Văn Phúc, nguyên Tổng Giám đốc Vinaline và các bị cáo khác nhận mức án từ 4 đến 22 năm tù. Hay vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Riêng bị cáo Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị có liên quan tới 4 vụ án đều diễn ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty con, các dự án thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng. Tổng hình phạt cho bị cáo lần lượt là Đinh La Thăng 30 năm tù, Trịnh Xuân Thanh tù chung thân. Các bị cáo khác nhận mức án từ 36 tháng tù treo đến 6 năm 6 tháng tù giam. Hay vụ án sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương, xét xử nhiều quan chức cấp cao Bộ Công an như Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh. Nguyễn Thanh Hóa bị tuyên phạt 10 năm tù, Phan Văn Vĩnh bị tuyên phạt 9 năm tù. Hay vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Thành phố Hồ Chí Minh DAB, khởi tố Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DAB, Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm và các đồng phạm, tuyên án Trần Phương Bình chung thân tổng hình phạt, Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Tổng Giám đốc DAB 30 năm tù tổng hình phạt, riêng Phan Văn Anh Vũ còn bị khởi tố thêm các tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định về quản lý đất đai, tổng hình phạt 60 năm lao tù nhưng chịu 30 năm tù theo luật hình sự. Vụ án vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone liên quan đến hai Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Tuyên án Nguyễn Bắc Son chung thân, Trương Minh Tuấn 14 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án tù từ 3 đến 7 năm tù. Khởi tố điều tra vụ án xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Công ty Gang thép Thái Nguyên và cảnh cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, khởi tố kỷ luật và khai trừ ra khỏi đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến 10 khu đất quốc phòng. Tuyên án Nguyễn Văn Hiến 3 năm 6 tháng tù, Đinh Ngọc Huệ, Út Chọc 30 năm tù tổng hình phạt và các bị cáo khác nhận mức án tù từ 4 đến 14 năm tù. Hay vụ án cổ phần hóa thoái vốn tại các cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh và kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, kỷ luật cảnh cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về những vi phạm khuyết điểm khi còn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khởi tố Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung về các vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hai vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Kỷ luật khiển trách Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế
tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang về những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, khởi tố vụ án, bắt tạm giam và khai trừ ra khỏi Đảng đối với Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, tuyên án Tất Thành Cang 8 năm 6 tháng tù và các bị cáo khác nhận mức án tù từ 3 năm tù treo đến 19 năm tù. Khởi tố, bắt tạm giam và khai trừ ra khỏi Đảng đối với Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khởi tố, bắt tạm giam và khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, vụ sai phạm tại Công ty Cổ phần Việt Á có liên quan trong đại dịch COVID-19 hay vụ án chuyến bay giải cứu công dân trở về nước do đại dịch COVID-19 đã khiến cho hai phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam phải xin từ chức vào ngày 6 tháng 1 năm 2023 và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức chưa đầy 2 tuần sau đó vào ngày 18 tháng 1 năm 2023. Hai vụ sai phạm tại tập đoàn Phúc Sơn đã khiến cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải từ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2024. Hay mới đây nhất là vụ sai phạm tại tập đoàn Thuận An đã khiến cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2024. Hay đại án Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan đã khiến cho cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Quý vị thân mến, cố Tổng Bí thư đã lý giải không phải chỉ sợ mất lòng tin của nhân dân như chúng ta nói là mất tất cả đã đành, mà làm hại cho nền kinh tế, chính trị, dân không đồng tình, Đảng cũng không đồng tình. Lãnh đạo Đảng nhiều lần nói, không ai bật đèn xanh dung túng cho các hành động tham nhũng, lãng phí. Nhờ có cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực này đã tiêu diệt được rất nhiều những vụ án, những sâu mọt làm dầu nồi canh và có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và mang đậm dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và chúng tôi, những người tổng hợp chương trình này, vẫn tiếp tục ủng hộ cho công cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm và luôn luôn đồng hành cùng với Đảng và Nhà nước. Hy vọng những người kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ làm tốt công tác trên. Vạch trần sự thật những sai phạm khiến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, con trai nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976 là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc đưa nền kinh tế đất nước được hội nhập với các nước trong khu vực, thu hút được đầu tư nước ngoài, tiếp cận được với nguồn vốn ODA. Trong thời kỳ ông làm Thủ tướng Chính phủ, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinasin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng có liên quan đến tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Bộ Tài nguyên và Môi trường do có vi phạm trong sự cố môi trường biển Formosa không bị xử lý, nhưng đến khi Tổng Bí thư lên làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch. Và có rất nhiều các dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ, đội vốn gây nhức nhối trong một thời gian dài như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội gồm các tuyến Nhổn, Ga Hà Nội, Cát Linh, Hà Đông, Yên Viên, Ngọc Hồi đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu lên đến 28.886 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị đội vốn nhiều nhất cần phải nhắc đến là tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến Bến Thành – Suối Tiên đã tăng từ 17.000 tỷ lên 47.000 tỷ đồng, mức đội vốn khoảng 30.000 tỷ đồng. Hay tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành – Tham Lương dài 9,2 km, dự án được phê duyệt vào năm 2010 so với mức đầu tư ban đầu khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay ước tính mức đầu tư của dự án này vào khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội,
trước toàn đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát, hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước. Một số tập đoàn, tổng công ty điển hình là Vinasin, Vinalai, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Và tại thời điểm đó thì chưa có văn hóa từ chức như bây giờ, nên chúng ta cần thấy rằng văn hóa từ chức theo quy định số 41 quy định của Trung ương ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn, tạo ra bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp. Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trước khi đến với lý do kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, mời quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm bí thư tỉnh ủy. Thời niên thiếu, Nguyễn Thanh Nghị theo học ở trường Đại học Kiến trúc, thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Sau khi tốt nghiệp, một năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bấy giờ, ông Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001 và 2002, ông là Giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý dự án cho tập đoàn Bitexco. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học Georgia Washington, Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở về trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011 quyết định của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8 nhiệm kỳ năm 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 và đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 5 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1518, quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những sai phạm khiến ông Nguyễn Thanh Nghị bị đề nghị kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm, nhưng cũng dính đến nhiều sai phạm khi còn làm ở cấp cơ sở. Và những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo một bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định được quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong phòng chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Chiều ngày 2 tháng 4 năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch quản lý sử dụng đất đai khoáng sản môi trường ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, Nguyễn Thanh Nghị cùng 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm điểm và xin cùng chịu hình thức kỷ luật rút kinh nghiệm. Trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn 2011
2016 đến tháng 6 năm 2018. Thời kỳ này, ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thì Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua, càng chứng tỏ được rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Và thành quả của cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực đã để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao ở trong xã hội và củng cố, cũng như tăng cường được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Xuất thân khủng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người đốt lò thầm lặng bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị thân mến, gần đây, chiến dịch chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm đã đạt được những thành quả hết sức to lớn, được cử tri và nhân dân cả nước rất ủng hộ, với quyết tâm để làm trong sạch Đảng, giữ vững ổn định chính trị của đất nước để phát triển kinh tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định tiến hành công cuộc chống giặc nội xâm còn lâu dài và khó khăn, phức tạp hơn cả sự nghiệp chống giặc ngoại xâm. Người từng khẳng định rằng việc đấu tranh với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng, bằng gươm còn dễ, nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người, trong nội bộ, trong tinh thần là một khó khăn, đau xót. Vì vậy, để chiến thắng được giặc nội xâm, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa mới và xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đó càng đòi hỏi rất nhiều ý chí và nghị lực, quyết tâm và sáng tạo, trí tuệ và công sức của nhiều thế hệ người Việt Nam, phải có sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Chính vì vậy mà chiến dịch chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm, nó đã khiến cho hàng loạt các quan chức từ cấp huyện, tỉnh đến trung ương bị kỷ luật, cách chức, truy tố và thậm chí là đã phải ngồi tù. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ khóa 13, dù mới hơn nửa chặng đường nhưng đã có hàng chục ủy viên trung ương, 5 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức, trong đó có 3 lãnh đạo như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và mới đây là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Và để gặt hái được những thành quả đó thì không thể không nhớ đến công lao của Bộ Công an mà đại diện đó chính là Bộ trưởng Tô Lâm. Có rất nhiều các thế lực thù địch xuyên tạc rằng Bộ trưởng Tô Lâm sẽ là người được hưởng lợi nhất. Chúng tôi và cả quý vị nhìn từ góc độ rộng lớn theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì khi diệt được giặc nội xâm sẽ ổn định được chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh được tăng trưởng, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu và ngày càng mở rộng, giữ vững được môi trường hòa bình để xây dựng phát triển đất nước. Chính vì vậy mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng nói, đã kiên quyết rồi phải kiên quyết hơn nữa, quyết liệt rồi phải quyết liệt hơn nữa, làm kiên trì, không có ngoại lệ, không có vùng cấm để bảo vệ thành quả của Đảng, hệ thống chính trị và sự tồn vong của chế độ. Vậy cụ thể, xuất thân khủng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người đốt lò thầm lặng bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957 là nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh Công an Nhân dân Việt Nam và là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Kể từ tháng 4 năm 2016, Đại tướng Tô Lâm được Bộ Chính trị bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia phụ tá hỗ trợ trưởng ban là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm từng khẳng định: "Chúng tôi triển khai gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức thực hiện các công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên cả 3 phương diện. Phương diện thứ nhất, công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực được ngành công an tích cực đẩy mạnh. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo coi đây là điểm sáng. Thứ hai, ngành công an tập trung
chống tham nhũng tiêu cực ngay trong nội bộ. Để làm được điều đó thì phải sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao được ý thức, làm trong sạch nội bộ. Thứ ba, cải cách thủ tục hành chính, quản lý, quản trị xã hội bằng pháp luật, đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp chứ không phải gây khó khăn, nhũng nhiễu, khó dễ. Và chúng ta thấy được rõ nhất đó là khi toàn quốc làm căn cước công dân với phương châm lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Công an các địa bàn trên cả nước còn triển khai các tổ công tác lưu động, không quản ngại khó khăn, nắng mưa, vất vả đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người già, người yếu, người tàn tật đi lại khó khăn. Nếu quý vị đã từng được đến tận nhà để làm thủ tục căn cước công dân này, hãy để lại bình luận ở phía dưới để chúng tôi được biết nhé. Ông cũng là người trực tiếp chỉ đạo về công tác điều tra xử lý nhiều đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn, chẳng hạn như Việt Á, chuyến bay giải cứu Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh hay thao túng thị trường chứng khoán của tập đoàn FLC, vân vân, để cắt đứt các quan hệ doanh nghiệp sân sau, không để hình thành các đối tượng có thể thao túng được nhiều cơ quan quản lý nhà nước, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Bộ trưởng Tô Lâm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam với học hàm giáo sư khoa học an ninh, học vị tiến sĩ luật học, cao cấp lý luận chính trị, cấp hàm đại tướng công an nhân dân, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam, ủy viên thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1. Đại tướng Tô Lâm quê quán tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Ông là con trai cả của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Tô Quyền, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông và Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục và Trường Giáo dưỡng. Đại tướng Tô Lâm được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoạt động cách mạng, được giảng dạy học tập về lịch sử, tình hình của đất nước từ thuở nhỏ. Bố của ông, anh hùng Tô Quyền tham gia vào cách mạng, vào Nam hoạt động phục vụ Trung ương Cục những năm 1966 đến năm 1975 cho đến khi thống nhất đất nước, đã lấy tên của ông làm biệt danh của mình, được gọi là anh Tư Tô Lâm, chú Tư Tô Lâm. Ông lớn lên ở miền Bắc, theo học phổ thông, tốt nghiệp phổ thông 10/10. Với hình tượng của bố, Đại tướng Tô Lâm đã theo học lĩnh vực an ninh. Tháng 10 năm 1974, ông là học viên khóa 6 của trường Công an Trung ương, sau đó đổi tên thành Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Sau đó, ông theo học và nghiên cứu lĩnh vực pháp luật, nhận bằng tiến sĩ luật học. Ngày 22 tháng 10 năm 2015, ông được phong hàm giáo sư ngành khoa học an ninh. Đại tướng Tô Lâm được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 22 tháng 8 năm 1981, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 22 tháng 8 năm 1982. Trong quá trình hoạt động đảng và nhà nước, ông theo học các khóa học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Đại tướng Tô Lâm được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý như là 3 huân chương quân công hạng nhất, huân chương quân công hạng 3, 2 huân chương chiến công hạng nhất, nhì, 3, huân chương vẻ vang hạng nhất, nhì, 3 và nhiều danh hiệu khác. Qua đây chúng ta thấy được rằng Bộ Công an và đại diện là Bộ trưởng Tô Lâm, hay nói đúng hơn là đại diện của công lý, mà khi mà cái thiện với cái ác luôn luôn song hành, nhưng kết quả thì cái thiện sẽ luôn được xiển dương. Chỉ là chúng ta nhìn nhận vấn đề ở góc độ thiện hay ác. Nhìn từ góc độ của một người con yêu nước, chúng tôi luôn đồng tình và ủng hộ về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Còn quý vị nghĩ sao về công tác này? Hãy để lại ý kiến của quý vị ở phía dưới phần bình luận để chúng tôi cùng được biết nhé. Và thành quả của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tự thân khẳng định được tính đúng đắn của chủ trương, đường lối, lãnh đạo mà Đảng đã đề ra, khẳng định được ý nghĩa và thành quả đã đạt được mà Đảng ta soi đường chỉ lối. Nếu như trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, chúng ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác và tinh thần yêu nước của nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, thì trong chống giặc nội xâm cũng phải dựa vào dân mới có thể giành được thắng lợi. Phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công.